Qua Tâm mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay thì Qua Tâm nấu ăn á, hiện tại thì 7 giờ rưỡi rồi. Cái này là nấu ăn tối cho nhà Qua Tâm á, thì ăn 4 buổi, sáng trưa chiều tối. Bây giờ bắt đầu bắt nồi cơm tối nè. Nào Huy, con đi lấy gạo đi. Dạ. Bác hai lon rưỡi đi. Dạ. Gạo bắt nồi cơm lên thì nhà Qua Tâm nấu cơm là bằng nồi cơm điện. Đây là cơm điện. Bắt gạo. Rồi nêm điện nồi cơm vô. Cơm xay quá luôn nè. Bây giờ tối nay tôi sẽ cắt dưa hấu. Tối nay chúng ta sẽ cắt dưa hấu. Được. Rồi để ra đi, chút nữa mình cắt. Đây cắt dưa hấu. Rồi bấm nút dừng chút xíu rồi đi. Rồi bây giờ đâm tỏi, ớt với gốc hành. Để đây đâm. Nhậu cái gì? Bây giờ làm nước màu ha. Trên đầu của ta cái dê này đó thì Qua Tâm đổi bánh, còn mấy cái bánh rồi đổi cái dê với tép với mấy bạn hàng ở dưới đất chợ Trà Vinh. Thường thì còn hai ba cái, còn vài cái bánh nữa là mình sẽ đi đổi để cho nó luôn mới. Bánh mà qua 2 ngày 3 ngày rồi mình sẽ đổi thôi. Sáng vô lửa nhỏ cho xài lọt xè thì cái lửa nó áp chứ, đỡ cho nó vàng. Suối muối y dốc. Đèn lên nữa.
mà nó có bị đứng nguyên hay là nó vẫn còn cắt ra vậy? Hôm nay mình làm kênh kiểu gì vậy? Kênh kiểu ẩm thực đó con. Ai suối qua Tâm làm ẩm thực đâu, giơ tay. Giờ này mưa ở ngoài á, chứ mà nó dứt mưa bắt đầu đổ mồ hôi hột, mồ hôi mẹ, mồ hôi con gì đó đổ. Rồi còn đây là tép. Trong lúc kho cá thì bắt đầu mình sơ chế tới tép ha. Tép này bắt đầu mình đi lọt để mà nấu canh mướp á. Có quay mặt mẹ không? Có. Hả? Có. Có hả? Dạ. Quay mặt mẹ thì đừng có ai để ý tới cái con rồng trên đầu tôi nha. Con to hả? Con rồng này 2 tỷ á. Con tỷ mất. Đây, tép. Tép là nấu canh mướp. Chim tép bé đây giữa đường nấu mì. Cho nè. Đang làm ẩm thực. Nó mua đồ ăn á là nó kêu á là mua cho ba nó 2 gói cà phê. Đó giờ giờ này thực khách về rồi nhưng mà đầu bếp đang nấu chưa có chín. Rồi gì sôi bọt lên dữ vậy. Ủa có cái em bự không để lên trên cho nó đỡ mỏi tay. Không em bự nó không có chỉnh không để cao lên. Cái em bự là đâu bằng người ta điều chỉnh theo ý muốn mình được, chỉ hỗ trợ giống gung thôi. Còn này mình quay khúc xa khúc gần này, giờ cá này vớt bọt ra. Sao điện không có máy gì vậy? Cái nước tham mập rồi đó, hết pin. Giờ này có chút xíu pin quay đỡ. Này, vớt bọt cá ra. Thằng mập không bắt máy à? Tại sao là mập nó không bắt máy? Cá này là cá thê vàng mà, cho nên cái thịt nó một con cá thê vàng với hai con cá thê trắng ha. Cái thịt nó vàng nè. Cá thê vàng. Này, vớt bọt ra. Cá thì có rửa nước muối rồi. Nguyên cà phê luôn. Tặng luôn cà phê cho. Ủa cái củ với tay rồi hả? Hồi đó thì Hoa Tâm có làm ẩm thực chiên bánh xèo này kia, nhưng mà lúc đó là chưa có biết chỉnh sửa edit video đâu. Làm hả phải canh cho nó thật chu đáo mọi thứ ha. Bây giờ thì mình biết làm cho nó hay nó đẹp. À, cắt ghép lòng nhạt rồi, những cái nào mà không hay thì mình bỏ bớt, và thời lượng thì nó như ý mình. Nó cá nó gần được rồi đó. Cái đầu để cống ở chỗ này gì vậy? Để hành vô. Mẹ mua qua để cống hay gì vậy? Thường nó cống. Mẹ nó làm cắt hành vô ha. Làm buổi tối. Cô Tâm quen làm cái bằng kéo hơn là bằng dao đó. Sử dụng cả hai thứ. Làm bón cái tỏi xong. Vừa làm xong. Hôm nay về sớm phải không? Nó biết về sớm hay vậy. 5 giờ hay vậy. Chút xíu tôi vô. Dẫn người xem cho. Mướp khía cũng bạn hàng đổi bánh luôn. Ở đây thì người ta gọt sẵn luôn rồi. Ở chợ mọi thứ đều có gọt sẵn, mình chỉ gọt sơ lại thôi.
đây chắc đủ ăn bữa tối rồi đó. Em đi rửa ha. Rồi bây giờ mình nhắc cái nồi cá xuống nè. Cá là chín rồi đó. Nhắc xuống đây. Để cho chỗ khác coi. Sắp tắt pin rồi mẹ ơi. Sắp tắt rồi. Chỉ còn mấy giây nữa thôi.